Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh, chị, hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua. Tưởng Xuyên Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Thanh Thư Việt Nam cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军.将军。 将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây hết quân, Tưởng Xuyên buông trời nhận thua. Mời anh chị thưởng thức ván thứ hai, Thanh Thư cầm đỏ đi tiên, Miêu Lợi Minh Trung Quốc cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军，chơi đến đây sát cục, mưu lợi mình, buông trời nhận thua. Video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.